Hello, hello. Hello, xin chào mọi người. Anh nhau. Có ai ở đây không? Có ai chưa ăn tối không? Xin chào mọi người. Thì lâu lắm rồi không livestream, hôm nay đã quyết định làm một cái thử một cái mukbang, vừa ăn vừa cùng trò chuyện với những cái chủ đề mà Quỳnh đã viết trên cái status nhé. Ui, chết em rồi, mắt em không nhìn thấy. Chị ơi, chị có thể giúp em Nè, đọc từ không? từ nghe Chị chị dùng thôi. một kiểu. Ê, chị đọc cái của chị đọc giúp em với. Không, cái của em nó hiện của chị với khác nhau á. Hiểu À, Bảo Hân, hello chị Quỳnh. lô em. Mai Thảo, em team thứ 12 nè. Quỳnh Chi, chị ăn gì vậy ạ? Nguyễn Thị Chị ăn á. Trang. Hôm nay chị sẽ ăn cái món mà chị rất là yêu thích, đấy chính là cá À, hồi Việt sashimi. Phạm, không phải ăn chân sả như thế đâu chị nhé. Nhà mình có điều kiện. Tấn Nga, ngon quá em ơi. Anh Ruby, chị Quỳnh xinh gái. Thì trước khi ăn là phải cắp cái tóc lên đã này. Y cũ. Hà hống hách, hello chị yêu. Quỳnh xinh quá, Trang Béo nói là Quỳnh xinh quá. Xin cảm ơn mọi người. Sorry nha, tại vì là với cái mức độ camera như thế này thì em không nhìn rõ được. Vũ Thị Thùy, hello chị. Nếu chị đọc tên ai thì em nhớ chị đọc tên người đó rồi chào người ta nha. Hải Yến, hello chị Quỳnh. Xin chào Hải Yến. Chị Quỳnh đây. Thanh Hương mê dữ lắm. Việt Phạm, hai chị Hằng chào Việt. Live stream mẹ muốn hồi hộp với chị. Nguyễn Thanh Hương, hai em, à hai chị, em chưa ăn cơm mà em chạy vào đây với chị cái đã, chị ăn tối Thế thì chưa? ra đây cùng Em ăn cơm với chị. đợi chị thấy giờ nè. Vũ Đăng Khoa, chị đang ở Hà Nội hả? Chị sống ở Hà Nội, bây giờ chị đang ở Hà Nội. Huyền Anh, hai chị. Xin chào Huyền Anh. Nóng quá. Ê, hôm nay À thì Quỳnh online để mà chia sẻ với mọi người chuyện gì vậy ta? Thực ra thì cũng không có gì cả, tại vì là mọi người bảo là thi thoảng phải tương tác với mọi người một xíu. Thế nên là hôm nay livestream thì mọi người có hỏi gì thì cứ hỏi đi, xong rồi Quỳnh sẽ vừa ăn vừa trả lời. Như vậy không biết có mưa lịch sự quá không nhỉ? Nhưng mà đây cứ coi như là một cái mukbang nhá. Đang Giống như giờ ở ăn Hàn rồi. Quốc ấy, mà bây giờ lại đang là giờ ăn rồi. Chị Thì Sabrina, Sabrina Lê, chào em Quỳnh. chị chào em, chào Sabrina. Ủi, nói đến cái tên của em chị lại nhớ cái phim ngày xưa Sabrina cô phù thủy nhỏ Cái đúng không? này chị Thảo mà. À chị Thảo ạ. Em không nhìn thấy cái gì cả. Không sao. Ok thì hiện tại thì xem nào. Em phải nhìn qua đây chứ nhìn thế. Mặt em thì hơi nhợt nhợt nhạt đúng không? Em cảm thấy em hơi nhợt nhạt. Em sẽ đánh cái này. Ui. Mọi người có nói gì không chứ? Đây, Minh Hạnh, Quán quán ăn. ăn ở đâu vậy chị? Quán ăn này ở tại nhà chị mua Quán ăn tại gia. chị hay mua đồ mua mang chị hay mua đồ ăn mang về lắm. Đây cái môn nào Brace đẹp rồi chị? Lee, chị ơi em đang ở Úc nè chị, ở Sydney á chị. Wow. Nguyễn Thanh Hương, chị làm YouTube về đồ ăn cũng được đấy, ha ha. Cái đấy là cái sở trường của chị đấy. Quỳnh, Anh Long, ăn toàn rau vậy hả cháu cô? Không có rau đâu cô, toàn đồ ăn. Có cá này, có tôm rồi, có nhiều thứ lắm cô. Như Ý Nguyễn, hello chị Quỳnh đẹp gái. Xin chào Như Ý. Tâm Tịnh Tâm, Quỳnh đỏ mặt rồi. Em không biết sao mà em livestream thôi mà mặt em cũng đỏ nữa. Ok. Mặt em hơi nhợt nhạt và em cảm thấy không tự tin.
Em sẽ đánh son một xíu. Như Ý Nguyễn Nguyễn. Dạ. Hello Quỳnh xinh đẹp. Khánh Sally, chị đẹp lắm, không nhợt nhạt đâu. Thôi mình thôi dẫn cái son vô đi, nhìn nhợt nhạt thiệt đó. Bà em bỏ thuốc chưa đúng không? Ừ đúng rồi. Mè mè, hello chị Quỳnh xinh đẹp. Chờ chị một xíu. Ui, màu này khá là xinh. Màu này xinh. Chị đặt ra hàng không? Ừ. Mẹ xinh dạ. Còn thơm nữa. Ui, nó thơm như mùi bánh kem ấy. Ừ, vậy ngồi đây chị cũng ngửi thấy nè. Nó thơm. Mùi thì thanh, cổ chị sao bị đỏ vậy? Chị không biết nữa, mỗi lần mà chị làm cái gì kiểu livestream hay là có nhiều người không biết nữa. Đây là cảm giác hồi hộp. Chúc Ly, chào chị Quỳnh. Để em nghĩ là phải tăng điều hòa lên đó chị. Chị tăng giúp em 22 độ đấy. Tim em lạnh đấy. Sao em nóng vậy? Cứ từ từ đi, tại vì em đang hồi hộp thôi. Chắc là đây là lần đầu tiên sau cái sau một thời gian mà quá trời người bớt chợt follow Quỳnh hay Quỳnh mới, đây là lần đầu tiên mà gọi là live stream để mà chia sẻ mọi thứ, chắc là hồi hộp đấy, chứ ngày xưa đâu hồi hộp vậy đâu ha. Ngày xưa hay live stream nói liên thuyền đấy. Ừ. Với cả ít người quan tâm hơn thì mình nói cảm giác không bị bị vấp với cả bị lo lắng như bây giờ. Với cả thêm một cái nữa là em không nhìn thấy mọi người comment nên là em phải nhờ chị Hằng cùng với em. Chị ngồi bên cạnh chị đọc cho em thôi mà tay chị còn lạnh nè, sờ này thấy không? Hồi hộp đấy. Nè, chị đọc tiếp nha, chị đọc tiếp một số, nhiều bạn chào Quỳnh lắm. Bùi Thị Thanh, cổ chị Quỳnh sao vậy đỏ vì chị? Thì xin nhắc lại là chị Quỳnh rất hồi hộp thôi. Thảo Phương, ngược lại đỏ như stream rồi hả? Là con tôm á hả? Chị ơi, ở đây em có ăn con tôm luôn nè. Ok, em đã cặp cái tóc lên cho nó gọn gàng rồi. Hà My, chào chị MC nhé. À, chắc là chào chị rồi. Chào Thông Gia. Ngại quá, ngại nhất là lúc nào. Hà My lại đỏ người lên rồi. Không sao. Ok, thì em sẽ bắt đầu ăn đi. Chị ơi, em nhìn đồ ăn em đói quá. Mà em không có quảng cáo đồ ăn gì đâu nha mọi người. Yuna Trần gọi là cảm ứng đám đông ha. Rồi hôm nay được nghe chị Quỳnh truyền cảm hứng nên rất vinh dự nha ạ. Cảm ơn Yuna nè. Cảm ơn Nhi ta. Hoàng Nhung, không có Alan hả chị? Trả lời sao? Alan ơi, con đang xem livestream không? Vào đây ăn cùng Quỳnh à? Thôi mọi mình đến giờ ăn là mình cũng phải ăn một chút xíu đi ha. Dạ. Sẽ trộn cái này lên trước. Mọi người cứ comment nhá, chị Hằng sẽ đọc giúp Quỳnh câu hỏi và Quỳnh sẽ trả okay. lời. Chương trình là của chúng ta rồi. Ngày hôm nay đó chính là Q&A. Ok. Ăn cái gì trước bây giờ mọi người ơi? Matisse. Cái này là wasabi. Ê, nhưng mà cái son này là son gì? Em mới mua à? Mới mua đó. Ủa vậy hả? Dạ. Yeah. Vậy có mua nhiều không? Mua 2 thỏi thôi, tí tròn thỏi. Vậy hả? Trời ơi, vậy thì live stream mới, lâu lâu mới live stream. Vậy có gì mà tặng quà cho các bạn đi? Các bạn vô coi quá trời đi kìa. Một mình đẹp wow. hay gì? Yêu ơi, nhiều người xem quá, em hơi ngại và nhiều người xem. 1.600 người đang xem em đó. Xin mời 1.700 người đang xem live stream cùng ăn với cả Quỳnh. À, Quỳnh có một cái mini game như thế này. Tại vì là lâu rồi cũng không tương tác với cả không có gì mà lại giao lưu cùng mọi người ấy. Thì nhân dịp ngày hôm nay live stream thế này thì cũng có một cái phần quà mini game nho nhỏ. Đó là Quỳnh sẽ dành tặng 5 phần quà. Tặng gì bây giờ ta? Đặc biệt. Chắc là cái son em vừa mua được không? Ừ cũng được, chị thấy cái màu này chị cũng thích đấy. Quỳnh sẽ dành tặng 5 phần quà đặc biệt này dành cho những bạn nào comment thứ bao nhiêu nhỉ? Thứ 100, 300, 500, 900, 1.000 như vậy được không? Được 1.000 người comment không? Xem mình phải thử thách lên biết đâu được có okay, nhiều người. Mọi người cứ tương tác với em đi, comment gì cũng được ấy. Thì em sẽ đếm xem là ai sẽ là người thứ 100, 200, 300, 500.
Không, 100, 300, 500, 900 và 1000. Vậy đi. Là 5 cái luôn đúng không? Ừ, 5 phần quà. 100, 100, 300, 500, 900 và 1000. Ừ. Maybe người thứ 1000 sẽ special đó. Ok, bây giờ em ăn gì trước bây giờ? Chị đói quá. Chị thì thích ăn... Thôi em ăn cái này đi. Cái này là cái mai... À. Cái em thích nhất đúng không? Chị ăn bơ chứ? À, chị ăn tôm, tại vì em không biết ăn tôm. Thường ăn cái này là sẽ ăn cái lá này nè. Chị ngồi cạnh em giống như em ngồi cạnh một con tôm á. Đỏ lét, đỏ lét. Tại lúc này cũng vừa đi ở ngoài đường về nữa. Đi đi cái lúc mà giờ tắc đường ấy, thế nên là người nó đang đỏ sẵn nữa. Thế là gừng nè. Ê mọi người ơi, em livestream ăn đồ ăn như này chứ em cũng không có cửa hàng đồ ăn gì đâu nha mọi người. Tại vì là em nghĩ là phải làm một cái gì đấy nó hay hay, chứ mà cứ ngồi mà nói chuyện với mọi người không ấy, xong rồi em chỉ cười xong rồi chào hỏi mọi người như thế thì nó hơi vô duyên. Thì em nghĩ là mình có một cái gì tương tác. Không biết ở đây thì có ai thích ăn sushi không ạ? Tuyệt vời. Cảm giác như là mọi cái gì nhỉ? Cái nóng bức ngoài kia nó đang mát dần. Ê, nghe nhạc thì vui vui đi. Nghe nhạc vui không? Mọi người comment thì chị đọc giúp em. Ok. Cái gì nhỉ? Xem từ tâm tiện tâm muốn thấy MC có ngại ghê. Lê Thủy. Chị chào em với ạ. Lê Thủy, chị chào em với ạ kìa. Xin chào Lê Thủy. Thiện Thảo không ăn được hết. Chắc chắn là sẽ đi với Quỳnh là phải luyện tập ăn mấy cái này thôi. Chị Hằng cũng không biết ăn, bây giờ biết ăn luôn rồi đó. Nguyễn Ngọc Hương, thích giọng idol ghê. Chị cảm ơn em. Nhưng mà mọi người gọi em idol em cứ thấy làm sao ấy. Khánh Ly, vì... Khánh Ly chị dễ thương quá. Thôi làm sao cho mặt em nó đỡ đỏ đi bây giờ. Đâu rồi, chọc nó suốt rồi nó đỏ luôn rồi nè. Quỳnh đỏ rồi. Thư Đỗ, chị không ăn được cá sống. Chị không ăn được cá sống vậy ạ? Nhưng mà em thấy cá hồi ăn nó không bị tanh đâu, em thấy cũng dễ ăn mà. Nhưng mà có những người không ăn được nha. Đúng rồi. Hạnh Nguyễn Hy hai. Phạm Thủy, chị Quỳnh hát đi ạ. Đang. Thư Đỗ, vòng tay mua ở đâu bé Quỳnh? Cái này chắc phải inbox riêng rồi đúng không? Đây là quà sinh nhật này. Những cái mà em ở trên người em, ví dụ như dây chuyền này, vòng tay này, hay mọi thứ đều là quà mọi người tặng em á. Và em luôn đeo mỗi ngày. Minh Hạnh, son chị xài của brand nào vậy ạ? Không nói. Nói đùa. Chị mới mua online luôn á. Dạ, Maybelline. Mà nó là cái dòng son kem ấy. Màu nào chị thấy là nó thơm lắm, thơm dạ. Ôi giời, may quá, lại được rồi. Nãy mạng nó bị làm sao ấy, không kết nối được. Mình xin đọc tiếp nha, em xin sẽ được phép đọc tiếp. Mimi like bị đứng rồi, đúng rồi. Để like vừa bị đứng. Là do mạng ấy. Thanh Phương, yêu. Sao đó em. Tiên Lê, chào chị Quỳnh. Chị chào Tiên. Xin chào mọi người đang xem livestream. Yeah, ok, em sẽ ăn tiếp nha. Kẹo đắng, hát thử ping ping. Hát thử. À, hình như mọi người thấy cái trái tim phía sau này, mọi người bắn tim. Em bắn trái tim to nhất cho mọi người sợ. Chị sẽ bắn trái tim to rồi. Màu này. Yeah. Này. Thôi ăn đi, vừa ăn vừa ấy. Ngọc Nguyễn, sao cổ chị đỏ vậy chị? Cũng vẫn là như chị đã chia sẻ như lúc nãy rồi đấy, chị cũng đang nóng nữa, xong rồi vừa đi ngoài đường về, xong rồi lâu lắm rồi vừa live stream, xong rồi mọi người comment nhiều nên là chị bị hơi hồi hộp. Au. Đây, để đây đi. Ôi chị bật nghe nhạc thì vui đây, chị nghe mà nó
nặng nề là không vui. Ê, mình nghe bài mới của Blackpink ha. Blackpink in your area. Không biết là hôm nay mọi người ăn gì nhờ, tụi mình ăn sushi như vậy có sang quá không? Nhưng mà cả tháng này mới ăn một lần đó. Chưa thì dịch đến giờ mới dám ăn sang. Chơi một lần. À, cái gì đây? Ở đâu rồi? Chị ơi, chị ơi. Ừ. How you like that? Chị ơi, mọi người đang biết gì? Anh coi chừng livestream, à, coi chừng bản quyền livestream bị tắt. Ê, để cái tạm thời cái son ở đây nhá. Ăn vướng quá. Đây, cái này chút xíu tặng mọi người nên phải để cho mọi người thấy. Nguyễn Hường không phần là chết với tôi. Cái này không nhiều nhá, bình thường chị ăn nhiều lắm. Nhưng mà Ngân Olivia, chị ơi hai chị. Nguyễn Thảo Thảo comment thứ 900. Đến 900 nhớ, 900 rồi á. Xạo quá hả? Không có lừa tôi được đâu. Thì nhân ngày hôm nay livestream thì cũng muốn chia sẻ với mọi người là cái thời gian vừa rồi ấy, mọi người quan tâm nè, mọi người bình luận nè, em đọc hết. Trời ơi, em không có nghĩa là thời gian này em rảnh quá. Em rảnh quá thế là em vào em đọc từ TikTok này, từ Facebook này, Instagram này, YouTube này, em đọc hết tất cả luôn. Xong rồi em cũng thấy là nhiều cái mà tích cực, nhưng bên cạnh cái tích cực thì nó cũng có những cái mà hơi buồn một xíu. Có thể là mọi người không hiểu mình, hoặc là khi họ chưa đặt mình vào, giống như là đặt mình vào trong cái đặt mình vào người khác ấy. Thế là đâu ai có thể hiểu cho ai được 100% đâu. Thì nhận được nhiều cái bình luận như vậy thì thấy là nó bị rối ấy, xong rồi không biết phải xử lý thế nào, nên là dạo gần đây chỉ biết là im lặng. Thi thoảng thì cũng có viết lên một số cái suy nghĩ của mình, thì mong là mọi người hiểu. Thế nhân ngày hôm nay livestream thì chia sẻ như vậy, thì không biết là mọi người có hiểu cho hay không, mà hiểu theo ý như thế nào. Thì cái mục đích thì luôn là mục đích tốt thôi, chứ không có gì xấu cả. Tại vì là mình nghĩ mình là kiểu người mà không thể làm người xấu được. Tại vì nếu mà làm cái gì hơi chỉ cần livestream thôi mà người đã đổ dược với cả xấu hổ như thế này thì chắc không làm được cái gì xấu đâu, hoặc là sẽ là bị vụng. Thì chia sẻ nho nhỏ như vậy thôi. Nên là mọi người có cái gì mà muốn hỏi này, hay là có quan tâm thì mọi người cứ comment đi, em sẽ luôn luôn lắng nghe. Ê, mình pin cái mini game vô đi cho mọi người biết là hôm nay Quỳnh có tặng quà cho mọi người đi, chứ mình dày những người vô sau không có biết đâu. Đâu, để em ok, chắc em phải lấy cái này nha. Okay. Sorry. Yeah. Ui, ngồi chờ một tí cái nào ta. Em sẽ ghim cái phần thưởng mà mọi người quan tâm, mọi người comment em, thì em sẽ ghim lại, viết cái hashtag để vào đúng không? À, hay chọn hashtag đi. Cái hashtag mà em chọn thì bây giờ nó sẽ là hai cái. Một cái là vì mọi người đang nói về sao nhỉ? Thôi chút xíu chọn cái hashtag gì thì hẳn em hả? Ở gần hơn rồi này, nhưng mà cổ em đỏ quá, em xấu. Em xấu hổ quá mọi người ơi. Tại vì là vừa ăn xong vừa nói thì là đỏ cũng như phần xanh. Mong chị Quỳnh và Alan thành đôi. Cảm ơn em. Nhân hôm nay chia sẻ một lần đi rồi sẽ không nói thêm lần nào nữa. Cũng đúng. Dạ, em cũng muốn là nhân ngày hôm nay em chia sẻ những cái mà khúc mắc mà mọi người muốn hỏi em. Mọi người chưa hiểu em thì bây giờ mọi người cứ comment đi, em sẽ trả lời. Nhưng mà em đang... Ê, coi Blackpink hay là có gì vậy? Blackpink thì chị, cái bài mới của Blackpink đó. Em rất là thích. Chị sợ bản quyền. Cũng sợ bản quyền. Quảng cáo gì hay vậy nè? Ê, quảng cáo về cái son này luôn, hình như mình bị nghe lén hay sao ấy. Ê, quay cái này cho mọi người nghe nên. Ui,
vãi. Ui, cảm giác như là như bị nghe lén thật sự. Đây, em đang ở nhà. Oh my god, mọi người biết không? Đây. Mới nói chuyện với cái nó xong. Thế bờ. Ui, mọi người có bị cái cảm giác như này không? Là mình đang nói về cái gì đấy xong rồi. Đỉnh không? Ờ. Hết rồi luôn á. Ui. Quỳnh Anh xin nè. Phong La hả? Phong La phải không ta? Em không biết luôn, đây là đầu tiên em xem luôn ấy. Phong La. À không, em biết Phong La nhưng mà cái Missy. Yes, bạn này hay livestream game nè. Ê sao đẹp vậy? Wow, trông nhìn ai con gái phải lì. Ê, giờ mình lấy cái đó làm hashtag luôn. Wow. Đẹp ha. Trời ơi, nhìn mọi người kiểu tự tin xong rồi. Em bị nhưng mà nhìn mấy cái bạn đấy cũng sử dụng son giống em, trông nhìn bạn các bạn chất xong rồi nhìn khuôn ngầu. Wow. Thế em lại để lại ở đây để em lại em vậy thôi, em chọn hashtag luôn đi. Yeah. Hashtag ở đây á. À chọn cái keyword á để tặng quà cho các bạn á. Ok, để em xem nào. Cái keyword của đây sẽ là thứ nhất là hashtag con gái này. Để em quay cho tôi một xíu. Hashtag là con gái này, hashtag là dùng cái gì bây giờ này? Em sẽ viết vào cái phần comment ở đây nhé, để cho mọi người rõ nhé. Ui. Chết rồi. Sorry, đây là lần đầu tiên em live stream nên là em rất là vụng về mọi người. Đừng ghét em. Đây, để em sẽ viết vào phần này. Quỳnh sẽ viết những cái hashtag ra. Giúp em nào. Ok. Ba cái hashtag. Ok, đây thì sẽ có ba cái hashtag như thế này nhé. Đây, để em nốt nó lại. Ghim nó lên bên trên. Ơ, sao không ghim được. Chị đang đánh son màu gì á? Chị đang đánh cái Maybelline màu số 205. Đây là một dạng son kem lì, son matte. Lại để lại ra đây. Em không biết, nhưng mà mỗi lần livestream em cảm giác em xấu hổ, mọi người bảo em livestream đi nhưng mà hay cô. Em sẽ cố gắng bây giờ sẽ livestream nhiều hơn để em luyện cái xấu hổ của em. Ghép thành một câu là ghép đi. Con gái phải lì hay con gái phải hiền? Mình là thuộc team hiền hay team lì? Kiểu vậy đúng không? Như vậy thì chị sẽ đọc lọc hết comment cho em, chị sẽ tặng quà. Kéo cái này nhưng xuống. Mà tiền mua son là của em nhé, không phải của chị nha. Chị tất là nhiên rồi. Không có tiền đâu á. Okay. Thì bây giờ Quỳnh đã viết ba hashtag ở kia. Bạn ấy rất nhanh kìa. Diễm Anh Nguyễn Trần, con gái phải lì. Bạn trời ấy rất là nhanh. Chắc là fan fan. Xin chúc một bạn một tập son đã thuộc về bạn. Ok. Nguyễn Hòa chào em cô gái đồng hương dễ thương đáng yêu. Em xin cảm ơn chị. Wow, hôm nay để em làm cái livestream về mục bang nhưng mà em vẫn chưa ăn được mấy tại vì là em nói em bị ngại đấy. Tiên Lê hiền không được chị ơi. Hiền không được á? Thảo chị có bị cận không á? Chị có bị cận vì hiện tại chị đang cố gắng để đọc comment của mọi người tại vì nó hơi xa. Cổ chị làm sao mà đỏ, tại vì chị xấu hổ đó. Chắc lần sau sẽ mặc cái áo cao cổ để không ai nhìn thấy luôn. Ủa, Hà Hồng Hách, chị và Alan đăng YouTube cùng giờ với nhau luôn, yêu anh chị. Chị đăng YouTube gì đâu. Trời ơi, có một cái kênh YouTube, nó không phải là của chị nhưng mà ghi là Vũ Thanh Quỳnh Official. Và chị đã nhắn với bạn đó là thay đổi cái tên đi một xíu, nhưng mà bạn ấy nói là ok, có thể mua lại với giá 3 triệu. Chị đang suy nghĩ là chị đâu có cần người follow không có đúng như vậy.
Ồ, bạn mấy bạn này comment rất dễ thương nè. Hà Phạm là con gái phải xinh. Wow. Và Thu Đỗ phải lì và hiền đúng chỗ, quá đỉnh. Đúng không? Ê, mình nên tắt lại chứ đi, tại vì mọi người sắp lấy hết quà rồi. Chỉ có 5 phần quà đây mọi người. Dạ. À, Hoàng Thị Thu Hà, cách tham gia giveaway như thế nào? À, cái này chị... á, mọi người cứ comment đi, sẽ là cái sự lựa chọn ngẫu nhiên. Nếu mà ai comment ở cái số thứ cái người comment thứ 100 nè, 300, 500, 900 thì mọi người sẽ được auto được nhận quà. Nên là mọi người hãy comment cái gì cũng được, hỏi cái gì cũng được, hôm nay Quỳnh sẽ trả lời. Tại vì là biết sao là như vậy không? Tại vì Quỳnh muốn là livestream ấy, mọi người có tương tác với mình một tí chứ không mình cứ ngồi nhìn màn hình xong mình ăn ấy. Thế Nguyễn Thanh Hương, bạn ấy nói là hôm đó em đăng ký cái phết đó luôn đó chị. Ồ vậy hả? Ờ, tại vì là chị cũng không định làm đâu, nhưng mà dạo gần đây chị rảnh quá. Thế nên chị nghĩ là mình đang không có sang Hàn Quốc được thì mình sẽ nghĩ ra một cái việc gì đấy hay hay để mình không làm ì bản thân mình ý. Lúc nào cũng phải năng động, lúc nào cũng phải có công việc. Thứ nhất là vừa có tiền này, thứ hai là vừa là cái thời gian để cho mình thử nghiệm những công việc mới. Làm YouTube này thì không hẳn là để lấy tiền mà là chỉ để tương tác với mọi người thôi. Còn cái công việc mà chị làm sắp tới này sẽ là một bí mật. Ủa vậy thì em hướng dẫn cho các bạn ấy biết là cách nhận biết cái kênh thiệt của em luôn đi. Cái kênh YouTube của Quỳnh thì nó là tên Vũ Thanh Quỳnh mà không có dấu, ghi là Vũ Thanh Quỳnh Official. Còn nếu cái kênh mà Vũ Thanh Quỳnh Official ấy thì là không phải của Quỳnh mà toàn đăng mấy cái TikTok của em lên không à. Ừ. Trời ơi, mấy cái TikTok đó chỉ là ngớ ngẩn. I love you too, come on. Tém tém. I love you too, come on. Ê đâu không sao được đâu. Nguyễn My, chị ơi khi nào chị sang Hàn em có thể gặp chị được không nè? Được chứ, đi uống trà sữa nhá. Nhưng mà phải Huyền bạn đó bao? Huyền bao đi chị đi. Đúng. Ok, ở đâu chị cũng đến à. Không biết hôm nay các bạn ăn gì ta? Ồ. Cho Quỳnh hỏi là hôm nay mọi người ăn gì. Hôm nay thì Quỳnh ăn sushi. Mình giao lưu đúng không? Nên mình quan tâm nhau một xíu. Hôm nay Quỳnh ăn sushi. Đây là cái món mà yêu thích nhất của Quỳnh. Nên là nếu sau này ai có hỏi ấy, thì ngoài cái món trứng rán mà Quỳnh trả lời ở trong chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ ra, thì sushi là một cái món mà giúp Quỳnh mỗi khi ăn sẽ cảm thấy thoải mái. Tại vì là vừa ăn ngon vừa tốt cho sức khỏe. Giang Nguyễn, chị Quỳnh rất hiền và dễ thương. Không hiền đâu. Nói đùa chứ sao nhỉ? Tính chị lúc thì nó nhây lắm, lúc thì cũng hơi quạo đấy, nhưng mà thường là cũng ok đúng không? Cô ok không? No comment. Okay. Giáp Xuyến, chị Quỳnh nói to thêm một chút xíu nữa được không? Chị phải nói to hơn chị MC đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay tự nhiên là bị xấu hổ đó. Bị ngại, thành ra là nói chuyện với mọi người nó hơi bị vấp. Lần sau sẽ chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Ôi, bây giờ mới nhiều bạn vô nè em. Wow. Quê chị Quỳnh ở đâu vậy ạ? Đoàn Minh Hằng. Quê của chị là ở Nam Định mà hiện tại chị đang sống ở Hà Nội. Thì hôm trước có một cái comment mọi người nói là tại sao bây giờ lại ngày xưa là quê ở Nam Định mà bây giờ lại nói là người Hà Nội. Thì không phải nhá, đây là mọi người nói thôi chứ chưa bao giờ Quỳnh nói là Quỳnh là người Hà Nội cả. Quỳnh là người con gái Nam Định. Và thi thoảng còn em. Ok em. Ok chị đọc tiếp nha. Chị Quỳnh dưỡng mi như thế nào vậy ạ? Chị dưỡng mi, thực ra chị không có dưỡng mi. Đây là mi sẵn của chị. Thì lần trước có trả lời là tại sao mi như thế thì Quỳnh nói là do mẹ nối. Cảm ơn mẹ. Mọi người nhớ nha. Mọi người nhớ là mình vẫn còn một cái mini game đấy. Có nghĩa là mọi người hashtag cái mà em không biết em có nốt lại bên trên hay không, tự nói là con gái này, lì và hiền này, thì ba cái đấy mọi người ghép thành một cái câu gì đấy cũng hay hay gì đấy, xong rồi mọi người comment lại. Nếu mà nó auto trong cái comment thứ 100, 300, 500, 900 hết luôn à? 1000 nữa. 1000 nữa à? Ok, 1000 là special đó. Thì thì sẽ nhận cái phần quà mà Quỳnh sẽ gửi tới mọi người. Ok. Nguyễn Thúy Hằng, chị Quỳnh có tính đi du lịch ở đâu không? Nguyễn Thúy Hằng, em tưởng chị hỏi em chị. Bạn ấy tên là Nguyễn Thúy Hằng. Chị rất là thích đi du lịch, cực kỳ thích. Nhưng mà du lịch ở đây không có nghĩa là phải là du lịch sang chảnh gì cả. Đó là những cái lần đi trải nghiệm thì... Nói chung là ở Việt Nam thì đi đâu cũng được. Ok.
Trần Mai Ly ơi, em cũng là người Nam Định này chị ơi. Chị biết Ly mà. À thế à. Bình ơi, cái thẻ ra vào ở đây nè. Thu Thảo, chị Quỳnh gọi tên em nhé. Xin chào Thu Thảo. Anh Long, chị cô rất đến. Thích Hoa hậu Thu Thảo. Cô đến 1.000 rồi đây nè. Cô đến tới 1.000 rồi ấy ạ. Thế là hôm trước con bảo là con tặng cô một cái son thì bây giờ còn là cô đã có một chiếc son rồi đấy. Nếu mà tới 1.000 thật. Tại vì là tí nữa con tắt livestream thì con đếm. Mọi người ơi, nhớ cái mini game lúc đầu của mình nha. Hôm nay là mình vui chơi có thưởng. À, cái mà phần thưởng đó là cái phần đó là một cái sản phẩm mà dạo gần đây em cũng pin cái này thử coi. Cái gì vậy? Nốt lại ấy chị. Đây. Đáng lẽ là em ghim được cái của em nữa nhưng mà sao không biết lại. Ok, em sẽ học hỏi hơn nữa về cái phần livestream này. Vẫn còn đang không biết gì. Đến cả cái việc mà em lập cái bếp cái của mình ở trên Facebook mà em không biết làm. Mọi người Minh Nguyệt nè, ngại như vậy mới đúng là chị Quỳnh trước giờ em biết chứ, dễ thương, hát thử ping ping. Bắn tim lại, bắn tim. Bắn cái tim này to quá. Cái gì? Comment gì cũng được á. À, comment là liên quan đến những cái hashtag mà chị nốt kia kìa. Mình chỉ cần có chữ con gái này, Lì và Hiền này. Và chị thấy chắc là chị thuộc cái nhóm mà Hiền ấy. Nên là mọi người ghép cái câu nào liên quan đến chữ Hiền đi mọi người. Giống như kiểu là Hiền như cô Thanh Thanh Hiền vậy đó. Là con gái phải Hiền. Hoặc là nhưng mà thực ra ấy, con người chị rất là lẫn lộn. Lắm lúc chị rất là thích mình là một người hiền dịu, nhưng mà lắm lúc có thể là do bản năng sinh tồn mình phải mạnh mẽ hơn, mình phải lì. Thì ok, đó cũng là một phần tính cách của chị đấy, nhưng không phải lúc nào chị cũng hiền. Nên là mọi người có thể là nhiều lúc em thể hiện ở trên mạng xã hội em là một người hiền và nhẹ nhàng các thứ, nhưng mà đôi khi trong cuộc sống không lúc nào, không phải lúc nào cũng như vậy được. Mình phải mạnh mẽ hơn. Tại vì là vốn dĩ em là phải tự một mình làm rất là nhiều thứ, nên là không thể lúc nào em cũng hiền được. Em không biết sao nhưng mà bị dối ấy. Giống như cái việc mà dạo gần đây em đọc bình luận của mọi người ở trên tất cả các cái trang mạng xã hội về mình, em cũng thấy hơi dối. Và em cũng không tìm cho mình được một cái lối ra. Còn về cái vấn đề tình cảm, ok, bây giờ sẽ nói về vấn đề tình cảm để cho mọi người hiểu rõ hơn. Chị nghĩ là chị nghĩ là em nói hơi to lên vì giọng em hơi nhỏ. Hay là do em để cái này nhỏ nhỉ? Phải đâu, giọng chị to. Em để nhỏ nữa này. Chuyện tình cảm đối với em nó là một cái gì đấy rất là khó control được. Tại vì em không giống như mọi người. Có thể là trong cuộc sống em làm cái này được, cái kia được một cách dứt khoát, nhưng mà vấn đề tình cảm với em nó hơi khó. Và ngay chính em cũng không thể lý giải nổi. Nên là việc để mà quen hay là yêu ai một cách nhanh chóng thì em không làm được. Thật sự không làm được. Còn bạn bè với em rất là nhiệt tình, rất vui vẻ. Em không có suy nghĩ gì hết. Chỉ cần người ta tốt với mình sẽ tốt lại gấp đôi. Còn chuyện tình cảm thì thời gian nữa. Nên là, và em sống kiểu em sẽ không trách móc bất kỳ một ai làm một cái gì xấu với mình hay là như nào đối với mình. Em chỉ nhìn thấy những cái mặt tích cực và em sẽ nhớ đến những cái mặt, những cái điều tốt. Và em hạn chế những cái mà cái người khác làm mình buồn. Quỳnh, trong mỗi ngày mình không phải bận lòng. Bạn Nhung con nhắn nhủ Quỳnh ơi, nói to lên một chút nữa kìa. Tự nhiên hôm nay bẽn lẽn thế nhở. Không phải em đang nói rất là to nhưng mà không sao đâu. Ok, em sẽ đi lấy một cốc nước để ổn định lại. Em đang bị trong cái trái tim đang
người comment rất là nhiều luôn nè. À mọi người vẫn nhớ cái mini game mà Quỳnh đưa ra nhá. Phần thưởng sẽ là một sản phẩm mỹ phẩm, bây giờ không nói nữa, dành cho những ai đến cái live stream này của Quỳnh và comment với cái hashtag liên quan đến ba từ đấy là con gái, lì và hiền. Thì mọi người thấy Quỳnh lì hay thấy Quỳnh hiền, và chắc chắn là Quỳnh là con gái rồi đó, thì mọi người hãy ghép thành một câu nào đấy hay hay và nó ở trong cái comment thứ 100, comment thứ 300, 500, 900 và 1000 thì Quỳnh sẽ trao cho mọi người một phần quà. Và chị cũng đã comment rồi nên cái phần quà đó có thể là của chị. Chị sống mà không để đức cho các bạn. Ê trời ơi, chị cũng phải ngồi, chị cũng coi livestream của em bộ. Chị phải coi trực tiếp như thế này bao nhiêu áp lực. Ok, Nguyễn Thanh Hương, em không biết comment gì bây giờ luôn, hu hu bạn ấy comment rất là nhiều rồi bạn. Cảm ơn luôn. Chị thấy comment rồi và hy vọng là em sẽ ở trong cái comment thứ 100 hoặc là gì đó, để chị có cơ hội được tặng quà cho em. Tại vì chị thấy có em là tương tác với chị không những ở trên Facebook này, Instagram này, và hôm trước em mới in hình chị ra đúng không, rất là nhiều đúng không? Không biết là có ai in hình chị ra như em hay không, nhưng mà à có Thu một lần sinh nhật em in hình em đúng không? Thì ngoài ra thì em là người thứ hai làm chị hơi xúc động, làm chị rất là xúc động, chứ không phải là hơi sorry em. Bạn chị nó vô đây nó công kích chị hơi nhiều. Được. Em tự nhiên đọc chứ không. Nhưng mà chị ơi, đấy là cái em làm mỗi ngày mà chị không phải nhắc em đâu. Tiên Lê, đôi khi mình nên bỏ mặc ngoài tai chị ạ. Thì cũng có, không phải là cái vấn đề gần đây mới bị như vậy mà là suốt 5 năm rồi. Và thi thoảng cũng có nhiều những cái Quỳnh xuất hiện ở trong một số cái chương trình ấy. Trong mỗi lần như vậy thì người ta sẽ lại khơi gợi lại cái câu chuyện của mình một lần nữa với một đề tài khác. Nhưng mà với cá tính của mình thì mình nghĩ mình đã tham gia rồi thì mình phải biết chấp nhận. Nên là mọi người comment cái gì thì Quỳnh cũng sẽ đọc, và đọc những cái gì tích cực, những cái gì vui vẻ và những cái gì góp ý tốt. Ý là phải biết chất lọc đó. Bạn Giang Nguyễn, cố gắng chị nhé, vì luôn có tụi em bên cạnh. Và thêm một cái nữa là chưa bao giờ nghĩ là sẽ nhận được nhiều quan tâm như bây giờ. Đối với Quỳnh, với cái mức độ mọi người quan tâm như bây giờ là rất là nhiều rồi. Và cảm thấy đấy là một cái may mắn. Và rất là trân trọng những cái điều như vậy. Bạn này biết. Oh, give away. Kim đó. Ok. Chị đọc giúp em cái đấy với. Ok, give away với ba hashtag con gái nè, lì nè, hiền nè, viết thành một câu hoàn chỉnh thì quà tặng là 5 phần quà mỹ phẩm cho comment thứ 100, 300, 500, 900, 1000. Ok, cảm ơn bạn đã viết lại cái thông điệp của mình. Oh, bị rối nên là từ nãy giờ thứ nhất là chưa ăn được gì, và thứ hai là nói về cái mini game nó hơi bị rối đúng không? Bây giờ thì ai còn đang xem live stream cũng hơn 1000 người, rất nhiều. Đối với em như vậy là rất là nhiều. Thì mọi người hãy nhanh tay lấy cái phần quà nhé. Son mà con gái lúc nào cũng cần son hết ấy. Ê, nhưng mà nếu mà chị được chị sẽ lấy cái son 205 này nhá. Cái son mà em đang đánh màu này đẹp. Màu này hơi đậm. Tại vì chị em không thử cái màu này lên thêm nữa. Cũng được. Nhưng mà đánh đè như vậy thì em thử long thử coi. Tại vì chị không hợp màu đỏ nên chị muốn thử coi nó màu đỏ nó như thế nào á. Thì chị mà đánh màu đỏ là chị fail lắm luôn á. Wow, đánh son mà nó ăn từ nãy giờ mà nó không có. Ê, anh thử vài miếng nó xem là nó có bị trôi không? Em nghĩ là nó đã không trôi, nó không trôi đâu. Lì thật chứ. Em ơi, lì dữ luôn. Ăn cái gì bây giờ? Ê, có người tới. Wow, ai mà đến nhà giờ này vậy? Đưa chị bỏ cửa chắc. Em ơi, đến giờ ăn rồi mà ngồi nói từ lễ đến giờ ấy. Em bị tụt hết á. Yeah, lại có đồ ăn nữa rồi. Wow. Xin mời mọi người, em lại tiếp tục với cái công cuộc ăn uống của em đây. Cái gì nhỉ? Tiếng Hàn là chả mani tu seo. Đúng rồi, mani tu seo. Chào mừng các sinh ta.
đọc comment giúp em với, em vẫn không nhìn thấy gì. Ok. Há miệng ra nào. A. Em chỉ đọc thôi, chỉ có muốn cười, bắt cười ghê. Há miệng lên nào. A. Há miệng ra nào. Có. Há miệng ra nào. A. Bạn Lê Trang, đối với người con gái nên hiền với bản thân mình, nhưng với cuộc sống thì phải lì với tồn tại được ngoài xã hội chị ạ. Yeah. Cái câu này, ê chị ơi nốt lại đi. Một đúng hy vọng bạn ấy sẽ nhận được quà. Trời ơi nghe hay quá. Like. Em chắc không. Trả tin. Ê em không làm được chị. Thích thích, bấm thích thôi. Bấm thích thôi. Bấm thích thôi. Trả tin cơ. Ok. Chuyển lên nữa coi. Em cũng ăn tay trái giống chị. Tiền lệ. Chị ăn tay phải đó. Nhưng mà khi mà livestream nó thành bên trái. Chị ăn tay phải mà. Thư đỗ. Tiếng Hàn dễ thương. Nói tiếng Hàn ở Hàn là đây. Nhìn Vân Jerry nhìn em ăn chị lại thấy đói. Em mời chị. Dễ thương ghê. Ui hết 3G. Wow. Cho em xin một giây thôi. Rồi xong. Em phải dùng wifi rồi. Chết rồi. Ok. Ok. Kết nối được tiếp rồi. Sáng đi. Em hồi nãy á, cái này nè, nó dễ thương quá à. Hay là chị gửi cho em cũng cho mọi người xem, đem pin cho mọi người xem cái link á. Ừ. Cái này chị thấy công nhận hả? Đúng là con gái phải nên hiền và lì. Một chút hiền, một chút lì. Đấy, em phải kéo cái này gần lại em chị là... Ok. Em sẽ phải đi đo lại mắt thôi. Khả Tú. Ta đang hè. Sao? Chị ăn đi ạ. Bạn Nguyễn Thanh Hương rất là quan tâm em nha. Thiện Thảo livestream hôm nay chủ đề hơi thập cẩm nha, y như bữa buffet vậy đó. Thì mọi người gọi Quỳnh là Quỳnh buffet mà. Thôi bây giờ ai hỏi gì em trả lời đó thôi đi. Nha. Ấy ghim cái này vô đi. Ok em sẽ ghim lại. Hình như em phải mạnh mẽ hơn cái điện thoại của em. Đúng rồi. Khơi Param, gió mùa thu. À khơi Param là gió mùa đông hả? Gió đông. Thích chị từ người ấy là, chương trình người ấy là ai? Cảm ơn em. Cũng nhờ có người ấy là ai thì chị mới có nhớ nhiều người quan tâm như bây giờ. Rất là cảm ơn chương trình. Bạn Thanh Huyền nói là một chút livestream sóng gió với rất nhiều sự lỗi mạng. Cơ mà vẫn yêu chị Quỳnh. Lần sau sẽ chú ý hơn về vấn đề này. Chị Bình Minh hỏi là Quỳnh thích mẫu người đàn ông như thế nào? Mẫu người đàn ông của em ấy ạ. Nói to lên. Trong mẫu người đàn ông của em chưa bao giờ nghe thấy. Chưa bao giờ em đặt ra cho mình một cái tiêu chuẩn. Và chính bản thân em cũng không bao giờ đưa cho mình vào một cái tiêu chuẩn nào đấy để cho người khác thích mình. Thế nên là chỉ cần là yêu thương mình thôi. Và còn đã yêu rồi ấy, thì tất cả nguyên lý này cũng trở nên vô nghĩa hết á. Thế em nghĩ là ok, chỉ cần có tình cảm. Bạn An An nói là một cây son lì sẽ giúp con gái có nụ cười xinh hiền cả ngày. Thế mà. Nhìn Quỳnh như là biết. Các bạn siêu rồi. Ở đây, em đánh son từ nãy đến giờ mà em ăn này, em nói chuyện và cái kiểu nói chuyện của em là em hay ngậm môi. Nhưng nó không trôi mà ngậm cái giấy nãy em định lau gì mà nó cũng không trôi luôn. Ê ơi, lì thật sự luôn ấy. Hồng Ngát yêu chị, mong được nhận son từ chị để khoe với bạn bè ạ, à, idol của em. Và son thơm dã man, son có cái mùi bánh kem. Nhận son dễ thôi mà, chị cần làm theo hướng dẫn cô. Đúng ơi, con theo dõi cô từ chương trình ấy là ai, ấn tượng quá mãi yêu cô và chú Alan Phạm. Cô cảm ơn con mà đây là đã lên đến chết cô rồi ạ. Mẫn Nguyễn, Alan Phạm phải không chị? Alan Phạm là sao? Có nghĩa là có phải là mẫu người đàn ông đó không á? Không nói đâu. Tâm hồn của chị. Cái thời gian sẽ trả lời. Tâm hồn của chị xinh như bây giờ, như xinh như chị vậy á. Chị cũng không dám nhận là mình xinh hay mình đẹp, chưa bao giờ.
dám nhận mình đẹp, hoặc là khi mà người khác khen mình xinh chẳng hạn thì mình sẽ là ồ cũng khá là vui, nhưng mà khi mà người ta khen mình giỏi thì đấy mới thực sự là cái niềm vui của mình. Tự thấy em mình nói hay. Không, cái này là những cái lời nói nó tự bộc phát ra. À. Chị Quỳnh ơi, em muốn nhận son, hi hi, Thu Thảo nói như vậy. Chị cũng muốn em được nhận son nên là hy vọng là em ở trong cái số người comment thứ như chị vừa nói, là ai mà comment mà có liên quan một cái câu nói liên quan đến từ con gái, từ lì hoặc là từ hiền, ghép thành một câu gì đấy có ý nghĩa hay hay, và cái comment đó ở trong cái thứ 100, 300, 500, 900 và 1000 thì mọi người sẽ được nhận quà thôi, và chắc chắn là sẽ được nhận quà. Nguyễn Thúy Hằng lại nói là chào em, cô gái tên Quỳnh, khuôn mặt dễ mến, hiền lành, dễ thương. Chị làm thơ luôn à? Em cảm ơn chị. Chào chị cô gái tên Hằng. Thế là chị Hằng này à? Linh Đặng, chị đang xài son màu gì vậy chị? À, cái son chị đang xài là số 205 của Maybelline New York. Và cái son này là dạng son lì, son matte. Đây. Yeah. Để đây cho mọi người nhìn thấy, tại mọi người hay hỏi á. Matte in. Pew. Ô không nhìn rõ lắm. Ok. Đây, để đây đi, mọi người hay nhìn. Để cái góc này mọi người mới nhìn thấy là mọi người sẽ biết là nó thơm mùi bánh bông lan luôn. Hạ Thu, Quỳnh video call cho Alan đi. Alan bây giờ chắc đang bận rồi. Nếu mà mình có gọi cho Alan thì hoặc là livestream như này phải nói trước. Không nên đột xuất như thế. Hải Yến, đôi khi con gái lì và hiền cũng không sao, nhưng trong cuộc sống đôi khi phải khắt khe, không thể hiền được. Không được hiền. Lê Lan Phương, trưởng fan club chị Hằng đây. Viết rồi. Viết tên Quỳnh lên cát rồi hôn Quỳnh một phát. Có nhiều bạn comment dài quá, nó không hiện lên, mình không có đọc hết được á. Xin lỗi nha. Phải hiền với những người yêu thương và trân trọng mình, và phải gan lì với những sóng gió ngoài xã hội nha chị. Đây sẽ là một câu nói có thể nhận được phần thưởng, và đây cũng Quỳnh cũng cảm ơn, đó là một cái sự nhắc nhở cho chính bản thân mình. Đoàn Minh Hằng, con gái chị cần một cây son lì sẽ trở thành công chúa xinh đẹp và dịu hiền. Ok, bạn Mai Loan nói là chị hát bài của Bích Phương đi. Bây giờ chị đang ăn làm sao chị hát được, nếu chị hát chị không giao lưu được với mọi người. Nguyễn Thảo Thảo là con gái phải hiền nhưng không nên hiền quá, và đặc biệt phải lì. Lì ở đây không phải là lì lợm nha, lì ở đây là cái thể hiện cái chất riêng của mình á. Đúng rồi đó. Hoặc Hằng à, mình thích cô gái có nghị lực và phấn đấu như Quỳnh. Thực ra em nghĩ đây là cả một quá trình mới tạo nên Quỳnh của ngày hôm nay, chứ không phải ngay từ đầu đâu. Tại vì là mọi người không biết đâu, cách đây 4-5 năm ấy, khi mà em tham gia chương trình trên live xong, em không hiểu tại sao mọi người chửi em. Em chỉ nhận được may mắn mà tại sao mọi người chửi em, và em đọc những cái bình luận ở trên mạng, em bảo ơ tại sao vậy, em có làm gì sai đâu, sao mọi người chửi em nhiều vậy. Mọi người bảo là ồ cái con này vốn dĩ nó thế nọ thế kia, xong bây giờ được phẫu thuật, xong bây giờ thế nọ thế kia. Thế xong em nghĩ là ok, thời gian sẽ trả lời mọi người nếu mọi người có theo dõi mình. Thì em nghĩ là nên chắt lọc những cái gì tốt cho mình, và những cái gì không tốt thì piu. Hương Miu nói là Onni ơi, em thích mắt của Onni đã dã man, thích lông mi của Onni là tự nhiên hả? Nè mà trai ô. Wow. Chính cha. Tự nhiên là gì không biết. Tự nhiên hả? Trái dân sản. Chính cha trái dân sản. Ok, mình đọc tiếp ha. Son ý có những màu gì vậy? Chị thích những màu nào nhất vậy? Cái son này thì có rất là nhiều màu, nhưng mà cái màu mà hôm nay mà mình mua thì là hai cái màu này. Tại vì là một màu đậm, một màu nhạt hơn. Không. Cái màu đang đánh là màu nhạt hơn nhá, màu 205. Quỳnh mua. Còn cái màu kia là màu 118. Ừ, đúng. 118 và 205, như kiểu keo 502. Bám mãi ở trên môi của bạn không bao giờ phai. Thôi mà keo 502. Ác kẻ mà. Từ nãy giờ cặp tóc trông thật là ngố chứ. Tóc ra cho Lê Hương Giang là cách làm sao nhận quà ạ? À? Nhận quà thì chị sẽ liên hệ với mọi người nhé. Nếu mà ai ở trong cái tiêu chí mà chị đưa ra, đó là một câu viết liên quan đến ba cái hashtag mà chị nốt lại nè.
Và trong cái comment thứ 100, 300, 500, 900 và 1000 thì chị sẽ tự liên hệ với mọi người, lấy địa chỉ và gửi phần quà cho mọi người. Ngọc Yến nói là luôn tích cực nha cô bé, chúc em một đời bình an. Em thích một cái câu hát là tự nhiên nói cái ý câu đó là gì? Em đang định hát nhưng em nghĩ em sợ em hát chán nên em sẽ nói thôi. Kiếp này chỉ mong thế em một đời bình an. Đấy nó là một cái câu nói như một cái câu trong một cái bài hát như vậy, thì em cũng chỉ lúc nào cũng mong mình luôn luôn sống mà không phải nghĩ ngợi nhiều. Tại vì là em hay bị đau đầu lắm mọi người. Mọi người biết em đã uống rất là nhiều thuốc liên quan đến đau đầu rồi. Cái gì đấy? Khả Tú phạt chị một chút hay chủ chị một phát đây ta? Cái gì mở Đà Lạt nữa, giống cái bài hát của Biên Di ấy. Không biết bài đó. Cái gì? Giang Nguyễn không hiểu sao mọi người buông lời như vậy với chị. Có thể là mọi người chưa hiểu. Và đôi khi nếu mà chị chưa có biết, có thể ví dụ như chị là một người lạ và chị chỉ mới biết qua cái cô gái tên Quỳnh này chẳng hạn, tự nhiên có may mắn rồi tự nhiên bây giờ thế nọ thế kia, thì mọi người cũng sẽ đặt ra nhiều cái câu hỏi, nhiều vấn đề. Nhưng mà đôi khi nó là cách sống của mỗi người thôi, mình không thể bảo họ phải làm thế nọ, bảo họ phải làm thế kia đâu. Bạn Nguyễn Thanh Hương nói cũng rất là hay, là hashtag là bối rối, một phần muốn nhận quà, một phần muốn nói cảm xúc của mình với chị nhiều hơn, nhưng em chọn cảm xúc hi hi. Và cảm xúc thì luôn thật. Chị Thanh Lê nói là Thanh Lê nói là chị xinh quá, nhìn chị thân thiện và gần gũi ạ. Chắc em phải đổi tên Facebook là Quỳnh Thân Thiện. Hà Hồng Hách không phải là chị livestream chị như này đâu nhá. Tại bình thường nếu mà ai gặp chị cũng như vậy hết. Nhưng mà lắm lúc chị cũng đanh đá lắm nha. Tại vì là ai mà là xúc phạm chị quá đáng là chị không để yên đâu. Chị chết với chị. Nè, bạn Lê Trang nói là không cần để ý người khác nghĩ gì về mình, chỉ cần mình cảm thấy tốt là được chị ạ. Sau một thời gian thì chị đã chắt lọc cho mình được những cái suy nghĩ như vậy. Và chị luôn muốn mình trở thành một người như vậy. Chị dùng mascara của hãng nào á? Chị dùng mascara của nhiều hãng lắm, nhưng mà quan trọng là cái này không phải là khoe, mà là cái lông mi của chị nó đã dài sẵn rồi nhưng nó mờ, nó mỏng ấy. Thì khi mà mình chuốt mascara lên thì nó đậm hơn, thì mọi người nhìn rõ hơn. Còn chị dùng nhiều loại lắm nên mà nói ra đây thì cũng được thôi, nhưng mà sợ mọi người dùng xong lại cũng không như vậy thì sợ mọi người trách. Có một bạn nói là chị Quỳnh nói to lên đi. Vẫn phải nói to nữa hả? Ừ. Wow. Để mà tâm sự mà nói to thì em cảm thấy giống như ok, sẽ cố gắng nói to hơn. Thúy Phạm, chị luôn luôn là thần tượng của em. Thế nên nếu mà đã như vậy thì chỉ nên nhìn vào cái mặt tích cực thôi nha. Tại vì chị thấy chị còn nhiều cái xấu xa lắm. Ok. Hoa Bách Hợp, chị ơi cho em xin tên son với ạ. Son chị đang đánh ý hả? Son đây, chị đang đánh tên đây. Là Maybelline Master Inc. Đó. Số 205. Chết rồi, từ nãy giờ nói nhiều quá, bây giờ chị thuộc luôn rồi. Tại vì cũng mới đánh ngày hôm nay thôi. Chị bạn Linh Nhật Nguyễn Đỗ hỏi đó là hay, đó là đâu là câu nói miệng đời chê bai mà khiến chị canh cánh nhất? Chắc là muốn đấm người ta nhất. Là cái nào mà để cho chị khó chịu nhất đi à? Chắc vậy. Cái câu nói để mà để chạm cái tổn thương của mình nhiều nhất đi à? Để em đang chắt lọc. Vì tổn thương quá nhiều. Không hiểu sao có đọc một cái comment mọi người nói là không muốn nhắc đến mấy cái đấy nữa, nhưng mà thôi bỏ qua đi, cái đó nó cũng buồn mà đúng không? Thật ra cũng thôi, có để nhiều khi người nào có thời gian để chia sẻ lại sau nhé. Bây giờ mình chia sẻ cái gì về làm đẹp đi. Chắc ví là dụ như là chị nghĩ là do chị nghĩ là do chắc là mọi bạn ấy hỏi cái câu đó là do bạn ấy, tất cả cái việc mà em thẩm mỹ là nhiều người biết rồi á, nên người ta có cái định kiến, thì chị thấy cái vấn đề đó bình thường mà. Không biết em nghĩ sao nếu em bị là người bị người ta nói nhiều nhất, thì em nghĩ làm sao?
bị người ta nói cái không đúng về mình không, ý là về thẩm mỹ, người ta định kiến về thẩm mỹ về này kia đó. Ai cũng muốn cho mình đẹp lên, cũng muốn cho mình tốt lên mà, nhưng mà quan trọng là mình có lạm dụng nó hay không thôi. Thế nên là cái mức làm đẹp phù hợp với mình và nó có ý nghĩa với bản thân mình thì cũng chẳng có gì để mà phải nghĩ ngợi nhiều cả. Hãy to lên đi. Và cái mà Quỳnh làm ngày hôm nay nó giúp cho cuộc sống của Quỳnh ngày càng tốt đẹp lên, là mọi người cũng thấy rõ rồi đấy, nó tốt thật. Và nó cũng làm cho suy nghĩ của Quỳnh nó bớt bị căng thẳng. Là thật. Thế bạn Lan Chi hỏi là chị có gặp định kiến gì không? Định kiến thì nhiều, với ngay cái việc mà có thể là mình lấy chồng này, người ta sẽ nhìn vào quá khứ của mình này, hoặc là sau này đẻ con ra sẽ không được thế nọ, để sẽ không được đẹp rồi các thứ. Nhưng mọi người không biết là nếu mà là con của mình rồi thì nó luôn đẹp trong mắt mình à? Đâu có cần thiết phải nghĩ là người kia nói nó xấu hay người kia nói nó không được đẹp, hoặc mẹ nó khác nói hay nó kia. Nhưng nó là con mình cơ mà, đâu thâm cái kia đó. Và Quỳnh có xem được một clip ở trên mạng rất là hay, là khi một cái đứa em bé màu da màu á, em bé nói với cả mẹ là I'm so ugly, giống như kiểu là mẹ ơi con xấu ấy. Xong rồi người mẹ ôm con bảo là con không được nói là con xấu, con là người đẹp nhất và con lúc nào cũng xinh đẹp và con không bao giờ được nghĩ con xấu. Và hai mẹ con ôm nhau và đấy là cái Quỳnh, đấy là những cái hạnh phúc rồi, chỉ cần có người yêu thương mình thôi. À, có một bạn nói gì đây nè, chị chia sẻ giống câu của Sơn Tùng nói vậy, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được phải chịu đựng những cảm xúc không ai chịu được. À, có nghĩa là muốn đúng ngồi rồi. Ở cái vị trí không ai ngồi được thì phải chịu đựng những cảm xúc không ai chịu được. Dạ đúng rồi, đấy là cái việc phải chấp nhận. Thì vậy à, họ định kiến chị vì họ ganh tị. À, họ định kiến thì họ ganh tị với em thôi, những người như vậy thì không cần phải suy nghĩ. Em cũng không suy nghĩ nhiều đâu. Không có, bạn nói Phí Thu Hương nói là không có phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi em ạ. À. Yes. Em cũng nghĩ vậy. Và đẹp tự nhiên nhưng không phải tự nhiên mà đẹp. Ok, nãy giờ em livestream cũng khá là lâu rồi ấy. Mọi người còn cái câu hỏi gì nữa không, và giúp chúng mình hiểu nhau hơn, gần gũi nhau hơn không? Và hãy coi như là những người bạn cùng chia sẻ với nhau trong ngày hôm nay thôi nhé. Tại vì em không nghĩ em là một cái gì đấy đâu. Tại vì có thể là sau chương trình Người Là Ai, mọi người biết đến em nhiều, và khoảng thời gian này mọi người quan tâm em nhiều về, và quan tâm nhất là chuyện tình cảm của em với Alan. Nhưng mà có chắc là từ giờ đến cuối đời mọi người cũng sẽ quan tâm em như vậy không? Em nghĩ là không đâu. Tại vì với cá nhân em thì cũng không, như là một tháng sau, hai tháng sau có thể mọi người cũng không biết là em là ai. Nhưng mà tranh thủ cái thời gian này mình cùng nói chuyện và cùng hiểu nhau hơn. À, Hà Hống Hát Mai, chị live stream tiếp không vậy? Chắc là không đâu. Tại vì là chị live stream chị có bị hồi hộp và chị nói liên thuyên như này chị không biết. Ai cũng... Trà Giang, không ai sống thay cuộc sống của mình nên mình thấy hạnh phúc là được chị ạ. À, không phải quan tâm nhiều đến... cái gì đấy, đến gì chứ nào chị đi vẫy tay đến miệng lưỡi thế gian, xin lỗi. Chị cũng dạo gần đây cũng chị mua dây chuyền ở đâu á, nói lại một lần nữa, đây là một món quà sinh nhật mà các bạn tặng, đây cũng là món quà sinh nhật mà các bạn tặng từ các người bạn của Quỳnh tặng. Và Quỳnh hay đeo thì cái này như là của PNG này. Thùy Trang, chị Thảo. Em đọc được rồi, cái này nó gần hơn, em đọc được comment rồi. Khi nào vào Sài Gòn ấy ạ? Em nghĩ là nếu mà có việc hay là có thời gian rảnh em sẽ vào Sài Gòn. Vàng Lê hỏi là Quỳnh có thấy mình không á? Lúc nào cũng thấy. Yeah, xin chào Vàng Lê. Gọi tên Facebook thôi chứ còn tên thật của bạn thì mình không, chưa có biết. Chị Quỳnh, bạn Thanh Huyền nói là chị Quỳnh chăm livestream đi ạ, à, cho Quỳnh bớt, à chị Quỳnh bớt đỏ rồi nè. Vậy à? Bớt đỏ rồi. Lại thấy một bạn hỏi lại là Thúy Vi, chị xài son gì vậy ạ? Maybelline New York. Chị dùng son Maybelline số 205, son Matte Ink. Và nó không có trôi. Đấy. Không, chị không buồn nữa đâu. Cảm ơn tất cả những cái comment Quỳnh có đọc qua đây rồi thì hầu như là mọi người rất là động viên.
Trịnh Phương Quyên. Trời ơi, người. Em thấy chị nói hay mà có liên thuyên đâu. Chị cảm ơn em. Chị sẽ à, Huệ Hoàng, chị cho em hỏi son bao nhiêu tiền một thỏi? Son này bao nhiêu tiền một thỏi á? Hình tại lại like, tại vì order hơi nhiều nó không để ý tí nó chat lại. Không, nhắn em biết nhưng em không nói. Chị sẽ qua đấy. Chị sẽ không... em mua mà tại sao em không biết đúng không? À. Ok, chị sẽ inbox cho em. Lê Trang, sống ở đời định kiến là tiêu chí của những người thiếu suy nghĩ, còn biến những cái định kiến thành tiêu chí để họ phấn đấu được, như chị là bản lĩnh của chị, hi hi. Chị cũng không nghĩ là mình có bản lĩnh đến như vậy, nhưng mà cũng cảm ơn cái lời chia sẻ của em. À, nằm ngắm chị thôi, phải viết gì để cho chị tương tác lại đi chứ, đừng có ngắm nhau như thế. Hello, chào em, chị cũng biết là ai chào, tại vì là chị thấy có cái phần comment rồi. À... có gì men đây? Phải không? Không phải đâu, em có uống gì đâu, em chỉ uống nước trà thôi mọi người. Mà đây là trà từ cái quả gì nhỉ? Củ đậu, à, quả cái vỏ đậu. Vỏ đậu. Em nhiều quá, đọc không nổi, đọc không hết luôn nè. À... wow, mọi người vẫn còn, từ nãy giờ em phải live stream được cả tiếng rồi ấy. Mà mọi người vẫn còn ở đây với em. Chứ ngày xưa em live stream nè. Lại một câu hỏi rất hay. Nếu chị có quyền chọn lì hay hiền thì chị chọn gì? Chị vẫn sẽ hiền. Dạ. Yeah. Nhưng mà phải vừa hiền vừa lì. Chị Quỳnh ơi, vị bạn Vi Lâm hỏi là: chị Quỳnh ơi, mình crush người khác nhưng không có phản hồi thì mình có nên tiếp tục không ạ? À? Giờ mình phải lì chứ nhỉ? Lì đấy. Đến lúc tự nhiên này em nghĩ đến cái từ đấy. Lì đấy. Mình phải lì em ạ. Cái này á, mình phải chai mặt ra. Cái không biết sao nhá, nhưng mà ngày xưa ấy là người yêu đầu tiên là chị tán bạn ấy đó chứ không phải bạn tán chị đâu. Yeah. Nếu mà có đang xem live stream này thì cho mình gửi lời đến bạn Lâm nhé. À, Hương Nguyễn, em thật sự rất yêu quý chị, em rất muốn được làm bạn với chị. Nice to meet you em. Có cơ hội để biết nhau như thế này là chị cũng rất là vui rồi. Mỹ Linh, cuộc sống này phức tạp lắm, cứ vui vẻ sống tốt với chị. Gia đình. Ta đọc tên mày lên rồi này Linh. Gia đình trên hết. Đúng rồi, chị luôn có ba cái mà để chị quan tâm tới mức độ thì mình sẽ là gia đình này, bạn bè là những người thân xung quanh yêu thương mình. Còn những người mà đã không yêu quý mình thì mình có làm cái gì thì họ cũng sẽ không yêu quý mình. Có một chị rất quen thuộc tên là Thảo Phương, chị ấy nói là: tình hình em xem như nào, yêu Alan hộ cái đi mà, hai đứa chill, yêu đẹp đôi, hợp dã man nhá. Vực, em vỗ giùm chị không? Chị vỗ này thì chị diễn lại thôi. Nào trả lời đi. Nếu để mà yêu thì em không có nói được, nhưng mà bọn em vẫn đang là những người bạn rất là tốt, rất là vui vẻ. Ok, rồi tiếp tục. Quỳnh Như nói là: chị ăn gì mà đẹp dữ vậy chị? Chị thực ra chị cũng ăn cơm cho mọi người thôi. Có bữa chị ăn 2 bát cơm lận. Chị rất là thích ăn cơm. Yeah, cơm Việt Nam. Nhưng bên cạnh đấy thì chị cũng còn thích ăn rất là nhiều đồ ăn khác nữa. Nói thế thôi chứ em cứ sang Hàn Quốc với chị đi rồi ăn cũng đẹp bà. Nghe ghê không? Bạn Nguyễn Ngọc Hương hả? Một chút hiền hiền chấm thêm một chút lì. Dễ thương ha. Mình vẫn tiếp tục mini game nha mọi người. Mình vừa comment lại vừa có quà. Ok. Thế nên là mọi người vẫn nhớ cái mà lúc đầu Quỳnh nói là có ba cái hashtag này: con gái, lì, hiền, ghép thành một câu và comment đi xem là ở trong cái comment thứ 100, 300, 500, 900 và 1000 thì mọi người sẽ nhận được một phần quà của Quỳnh. Phạm Chi, nếu cho chị 3 điều ước, chị sẽ ước gì ạ? Nếu mà cho chị 3 điều ước thì chị chỉ cần 1 điều ước thôi. Ước gì phải ta? Và điều ước đấy là gì á? Lại không nói à? Tại vì nếu mà đã ước thì chỉ cần 1 điều ước thôi, chứ cần gì đến những 3 điều ước. Chị không phải là người tham lam. Có muốn chia sẻ không? Chia sẻ về cái điều ước đấy á? Ừ. Thì bạn ấy hỏi mà. Lại nhiều ý mặt đúng không? Tại vì chị nghĩ là
Cái may mắn đều là do mình, thứ nhất là mình cũng có may mắn thì mình cũng gặp được, nhưng còn cái điều ước ấy, mình có quyền được ước, và để mà thực hiện được cái ước mơ đấy phải do là chính mình nữa. Thế mình phải làm sao, phải hoạt động, phải làm sao nhỉ, năng động lên nào, hoạt bát, có nghĩa là trong đầu em lại chủ động vậy. Có nghĩa là mình phải làm, mình phải làm để đến được cái ước mơ đấy của mình, chứ không phải mình cứ ngồi in một chỗ thì mình ước cái điều như thế này. Ví dụ như chị ước là chị rất là giàu, rất là nhiều tiền, ví dụ nha, chị ước là chị thành đại gia thì rất là giàu, nhưng mà chị cứ ngồi mỗi ngày chị nằm chị nhìn lên trời chị ước chị giàu, không có cái điều đấy đâu. Mình phải làm, phải làm để mới có tiền, có tiền nhiều thì mới trở thành người giàu được. Đấy, ý chị là như vậy đấy. Ok, vậy thì bạn Giang Nguyễn lại hỏi ba điều chị muốn làm nhất là gì ạ? Ba điều mà chị muốn làm nhất bây giờ hay là làm nhất khi nào? Chắc là bây giờ chứ. Là con gái hãy hiền với bản thân và ít và lì đúng lúc. Yes. Sống thật với chính mình Quỳnh nả. Vui thì cười, buồn thì khóc. Thương ai đó thì nói cho họ nghe. Ghét ai đó thì góp ý để họ trở nên đáng yêu hơn. Đừng giữ buồn phiền trong lòng, kẻo lô bị ung thư tâm hồn đó nha. Dạ. Yeah. Để em sẽ cố gắng như vậy. Bây giờ nha chị. Ô mọi người đang nói gì? Em đang có nghĩa là em đang bị rối rồi. Ba cái điều mà em muốn nhất bây giờ là gì? Mọi người nói là bây giờ hiện tại bây giờ là em đang muốn nhất làm là gì ạ? Thực ra là thứ nhất là về công việc. Hy vọng là sẽ có một cái công việc gì thời gian sắp tới được được làm việc lại, chứ thất nghiệp cũng quá lâu rồi. Và ngoài công việc ra thì em sợ nói những cái mà em suy nghĩ ra mọi người lại sợ là em nói. Thực ra thì ok, lúc nào thì bố mẹ cũng được khỏe thôi, không có bị bệnh nữa, tại vì là đừng có bệnh thời gian này tại vì là không có tiền. Phì phui cái mồm chắc là không có xảy ra đâu. Và còn điều ước thứ ba là lúc nào cũng mong mình được vui vẻ như này thôi. Ok, Hằng lại Hằng đọc tiếp cho mà nghe nè. Cái gì? Từ nãy giờ bao lâu rồi? Em có được tắt livestream đi không? Thôi vậy thôi, mình thêm khoảng 5 phút nữa là mình tắt đi ha. Tại livestream cũng hơi lâu, bắt đầu mình cũng đói lạ rồi. Đấy là đấy, đói lạ rồi. Em bảo là em livestream một băng, em ăn và em chia sẻ với mọi người. Nhưng từ nãy giờ em chỉ nói thôi, em ăn được có 3 miếng à. Ok, vậy thì có điều gì chia sẻ? Cái gì đây? Bạn Nguyễn Thanh Hương, Quỳnh ơi, em mua lại son đó, chị ký chữ ký cho em được cũng được á, còn mini em không có cơ hội đâu nè ha. Ok, thôi cái này thì chị sẽ chị sẽ nhắn tin riêng với em nhé. Ok, vậy thôi bây giờ em có điều gì chia sẻ với mọi người luôn đi trước khi mình chào tạm biệt. Thì từ nãy giờ em cũng đã nói khá là nhiều, mọi người có thể xem lại livestream này để hiểu em hơn. Con người em nó như thế nào thì em cũng luôn thể hiện ra với mọi người như vậy. Và cái mini game, quan trọng là mini game. Em sẽ check lại cái phần comment xem ai là người trúng cái mini game thì em sẽ liên hệ và tặng quà. Tại vì em nghĩ là nếu mà live stream không thì hơi buồn. Có thêm mini game mọi người comment quá trời luôn. Thì tại sao không không tìm Quỳnh đang họp ý hội ý. Ok, thì để sau khi cái livestream này mọi người có xem và theo dõi từ nãy đến giờ ấy, thì mọi người thấy Quỳnh là thuộc cái team lì hay là team hiền. Không biết là có lì hay có hiền như thế nào. Quỳnh nói ra thì cũng không đúng, thì Quỳnh để cho mọi người cảm nhận. Hoặc là những ai đã theo dõi Quỳnh trong suốt cái thời gian qua thì có thể cảm nhận Quỳnh là người như thế nào, thì mọi người cứ viết lại comment hoặc là mọi người chia sẻ thông qua inbox hoặc là trên tất cả cái gì đấy thì Quỳnh cũng sẽ đọc. Và hy vọng là trong thời gian tới mọi người sẽ vẫn còn quan tâm và yêu thương cái con người này.
không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Bye, em sẽ ăn cơm tiếp đây. Ok, vậy mình MC cũng xin chào mọi người nha. Mọi mình chúc xin mọi kết người chúc buổi tối vui vẻ. Yeah. Kình cứ livestream thường xuyên nếu muốn. Em nghĩ là em cũng nhiều tuổi rồi mà nếu em cứ thể hiện cái sự như vậy thì mọi người sẽ bảo là không đúng hoặc là làm quá, nhưng mà thực ra cái tính cách bên ngoài của em là như vậy em mọi người. Ok, em chỉ nói đến đây thôi. Và thời lượng ngày hôm nay của chúng ta đã hết rồi. Xin chào mọi người. Bí quyết nào ăn muộn mà không béo chị ơi? Béo mà, chị đang béo mà. Bye bye. Bye bye. Chán trai ô. Thế là mình chúc ngủ ngon đó.